Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình là Lộc Suzuki đây. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ xây một cái nhà thờ nha. Và cái nhà thờ này sẽ được đặt cạnh cái ngôi làng của mình luôn. Tại vì hiện tại cái ngôi làng của mình vẫn chưa có nhà thờ nữa các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu chuẩn bị vật liệu xây dựng nha. Đầu tiên thì mình sẽ lấy những cái cục gạch đá này này. Mình sẽ lấy nhiều một xíu. Ngoài ra mình cũng có nung một cái gạch đá ấy, thành cái gạch đá nứt này để trang trí cái bức tường luôn nha. Rồi giờ mình sẽ cho hết số đá này vào trong cái rương sugar box luôn. Tiếp theo thì mình cần một ít cái gỗ vân sam này. Đây gỗ vân sam đây, mình sẽ lấy khoảng gần 3 stack đi. Đó, gần 3 stack nha. Rồi một ít cái gỗ sồi này cũng như là gỗ sồi sẫm nha. Rồi gỗ tầm này là ổn rồi. Mình sẽ lấy thêm ít lá nữa để mình trang trí ở bên ngoài cái nhà thờ luôn nha. Tầm này ổn chưa ta? À mình còn thiếu kính đúng rồi. Mình sẽ lấy thêm ít kính nha. Và kính ở đây thì mình sẽ nhuộm màu nha các bạn ơi. Mình sẽ nhuộm cho nó nhiều màu một xíu để mình trang trí cho cái nhà thờ của chúng ta nha. Ủa mình cần thêm ít cái màu vàng nữa ta. Để mình coi một ngày này mình còn cái bột xương không cái đã. Ủa mình còn bột xương nè. Mình sẽ lấy một ít cái bột nhuộm màu vàng nha các bạn. Tại vì hiện tại mình chưa có mấy cái kính màu vàng nữa. Đây mình lấy một ít cái bột nhựa màu vàng nha, đổi ra nè, sau đó thì grab thôi. Đây kính màu vàng mình sẽ lấy khoảng 16 cái đi nha. Đó, khoảng 16 cái nha. Tiếp theo là kính màu đỏ nè, cũng 16 cái luôn. Kế tiếp là màu trắng cũng 16 và màu xanh. Màu xanh thì mình cũng có thể sử dụng cái lưu ly này cho nó tiết kiệm các bạn ơi. Hoa màu xanh thì cũng khá là khó tìm ấy. Rồi giờ mình sẽ đổi ra kính màu xanh hai lần luôn nha. Rồi mày lỏm rồi, để coi mình còn làm được màu gì không ta. Màu trắng, màu trắng với màu đỏ mình có thể làm được màu hồng này. Tiếp theo là màu cam nè. Đấy, và màu tím nữa. Càng nhiều màu thì cái kiểu như là cái cửa sổ của nhà thờ càng sạch sỡ các bạn ơi. Đấy, màu tiếp theo là màu cam này. Màu cam, ui, màu cam làm không được hai lần à. Hình như mình thiếu kính hay sao á. Được nè. Màu cam rồi phải không? Tiếp theo là màu tím cũng như là màu hồng là xong rồi đó. Rồi sau đó mình sẽ đổi hết mấy cái số kính này thành những cái tấm kính nha các bạn. Đây, tấm kính. Quá trời tấm kính luôn kìa. Rồi bây giờ mình sẽ cắt những cái kính màu này nhé. Ui, mình chưa có tấm kính màu xanh nữa. Tấm kính màu xanh nè và tấm kính màu tím nữa là xong. Rồi giờ là đã đủ kính rồi. Có vẻ cái cửa sổ của cái nhà thờ chúng ta sẽ rất là sặc sỡ đây. Rồi giờ mình sẽ cho hết mấy cái kính này vào trong cái rương sugar box luôn nha. Wow, được 2 4 6 7 màu luôn. Cửa sổ 7 màu luôn các bạn ơi. Rồi, tạm thời mình sẽ cho tạm nó vô đây nha. Quá trời luôn các bạn ơi, đầy rương luôn rồi. Màu thì cho lại cái rương này thôi. Đấy. Giờ thì có thể đi ra bên kia để bắt đầu xây dựng rồi các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu xây nhà thờ nha. Đầu tiên thì mình sẽ đặt trước một cái trụ đi. Đặt một cái trụ ở đây. Sau đó mình sẽ đặt ở phía sau là một bức tường nha. Khoảng 9 ô nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Và cứ cách 3 ô ấy thì mình sẽ đặt một cái trụ. 1, 2, 3 trụ nè. 1, 2, 3, một cái trụ. Và để cho nhà thờ cao cao một xíu thì chắc mình sẽ kéo cái trụ lên khoảng 7 block nha. Ok, trụ sẽ cao 7 block nha các bạn. 3 nè, 4, 5, 6, 7. Đó, rồi sau đó mình sẽ kéo trụ ngang bình thường thôi. Đó, là có thể hoàn thành được phần khung ở mặt sau rồi. Mặt trước thì từ từ mình sẽ làm sao nha. Tại vì mặt trước nó sẽ khác mặt sau một xíu các bạn ơi. Rồi, sau đó mình sẽ kéo bức tường lên cao cũng 7 ô luôn. Nhưng mà mình sẽ làm một cái cửa sổ ở giữa hai cái khung như vậy này. Đó, để cho nó đẹp hơn nha. Rồi, sau đó mình sẽ kéo lên thôi. Và ở đây ấy, cửa sổ thì chắc mình sẽ đặt thêm một cái cầu thang gạch đá như thế này này. Để đặt cho những cái tấm kính nó đẹp hơn á các bạn ơi. Chứ dùng nguyên một khối thì đặt tấm kính vào nó nhìn hơi thô ấy. Rồi, giờ kéo bức tường lên cao nha. Tương tự ở bên đây cũng có một bức tường nè. Đấy, kéo lên một xíu rồi sau đó mình sẽ đặt những cái cầu thang lên. Là hoàn thành được cái phần tường mặt sau rồi đó. Còn mặt bên hông thì mình sẽ làm khác một xíu nha các bạn ơi. Chưa, tạm thời mình sẽ làm nốt cái phần tường trước đã. Rồi, sau đó đặt một cái cầu thang ở đây và một cái cầu thang ở phía trên. Như vậy thì chúng ta đã có thể đặt được những cái tấm kính vào rồi. Nhưng mà một xíu mình sẽ đặt sau nha. Rồi sau đó mình sẽ cách ra khoảng một ô nha. Đây, một ô ở đây. Và mình sẽ đặt tiếp một cái trụ ở bên hông như thế này. Đấy, như vậy cái phần tường ấy sẽ có hai cái trụ luôn. Đó, kiểu như cho nó kiên cố một xíu ấy các bạn ơi. Rồi sau đó kéo trụ lên tiếp 7 ô thôi. Đấy. Và chiều dài thì mình sẽ làm cách ra khoảng 5 ô nha. 1, 2, 3, 4, 5. Mình sẽ đặt một cái trụ. Đấy. Rồi 1, 2, 3, 4, 5. Một trụ nữa. Đấy, vậy là được cái phần bên hông rồi đó. Bây giờ mình sẽ kéo trụ tương tự bên kia là 7 ô luôn nha. Rồi sau đó mình sẽ ốp phần tường lại. Và bên hông thì cửa sổ mình sẽ chia ra làm hai cái cửa sổ các bạn ơi. Đó, cũng giống như bên kia vậy. Nhưng mà ở đây thì cửa sổ chỉ là 2 ô thôi. Được không ta?
Ok, tạm thời mình đập cái này ra trước đi. Đó. Rồi sau đó mình sẽ đặt một cái cầu thang ở đây này. Chưa mình trèo lên một cái. Đặt thêm hai block ở đây và đặt một cái. Cái này phải đặt cầu thang nè. Đặt cầu thang ở đây. Đó, như vậy chúng ta sẽ có được 4 cái cửa sổ ở mỗi bên luôn. Đấy, rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ ngủ một cái nha. Rồi sáng thức dậy chúng ta sẽ xây tiếp nha các bạn. Và bên trái của mình ấy là bọn cướp dân làng. Mình đang xây mà bọn chúng cứ kéo tới tìm mình hoài à. Giờ mình không muốn đánh nhau với bọn chúng đâu. Mình sẽ tập trung vào việc xây cái nhà thờ trước cái đã. Rồi giờ mình sẽ trèo lên lại nha. Đặt cái giàn giáo đi, trèo lên cho nó dễ các bạn ơi. Rồi đó, mình sẽ sửa cái ô này lại này. Cái này mình đặt nhầm này. Cái này phải úp ngược xuống mới đúng. Cầu thang đâu ta? Ui mình hết cầu thang rồi. Cầu thang phải úp ngược lại như vậy nè. Sau đó mình sẽ đặt những cái cục gạch đá vào là có thể hoàn thành được cái phần tường rồi đó. Đấy. Chắc một xíu mình sẽ phải lấy thêm rồi. Tại vì trong người mình có khá là ít các bạn ơi. Mình bỏ trong cái rương super box đó khá là nhiều luôn á. Ui cái này cái này phải lên 7 ô chứ. Đó, 7 ô nha. Và nói qua bên đây. Đấy, rồi sau đó mình sẽ bắt đầu làm cái mặt trước thôi. Đó, mình sẽ làm tạm một mặt thôi. Còn mặt sau thì các bạn làm tương tự nha. Rồi. Ở bên đây luôn. Bên đây mình có nên nâng cái cửa sổ lên là 3 ô không nhờ? Tại mình dự định chỉ làm cửa sổ 2 ô thôi. Ở đây mình còn trang trí thêm nữa này. Ok, chắc tạm thời bên hông thì cửa sổ chỉ có cao 2 ô thôi nha các bạn. Đấy, để không thôi nó lại cao bằng cái mặt sau thì nhìn nó kỳ lắm. Rồi, đặt ở đây và nó lên đây. Vậy là mình gần hết mấy cái cục gạch đá rồi. Một xíu mình phải lấy thêm á. Rồi, đặt ở đây nha. Ở đây và ở trên nữa. Sau đó mình sẽ đặt thêm một block ở đây và chế tạo thêm những cái cầu thang thôi. Rồi, khá ổn. Sau đó mình sẽ để coi mình có lấy mấy cục đá cuội không cái đã. Mình không có lấy cục đá cuội nào luôn. Mình định trang trí bằng một ít cái đá cuội ở phía dưới này nè các bạn ơi. Nhưng mà một xíu mình trang trí sau đây. Giờ mình sẽ kéo tiếp cái phần mặt trước nha. Mặt trước thì cũng có hai cái trụ bình thường nha các bạn ơi. Mỗi góc đều có hai cái trụ ấy để cho cái nhà thờ của chúng ta kiểu như nó kiên cố hơn nha. Rồi sau đó mình sẽ đi ra khoảng mấy ô ta. Ok để mình nói mặt bên đây cái đã, để không thôi một hồi là sai mất công sửa nữa các bạn ơi. Một trụ ở đây nè. 1 2 3 4 5 trụ. 1 2 3 4 5 trụ. Và cách ra khoảng một ô đây và trụ ở đây. Đó, vậy là mình sẽ bắt đầu làm cái cổng nha. Mình không dùng cửa đâu các bạn ơi, mình sẽ làm một cái cánh cổng thôi. Đấy, không cần phải đặt cửa chi cho nó rườm rà đâu. Rồi mình sẽ lên khoảng 3 ô nha. Sau đó đặt thêm một ô như thế này rồi chúng ta ốp ngang thôi. Và đặt tiếp những cái cầu thang vào là có thể làm được cái phần cổng rất là đơn giản luôn. Đây mình sẽ đặt cổng ở đây và cổng ở đây. Chúng ta có thể ra vào rất là thoải mái luôn. Nhưng mà có điều hơi nguy hiểm một xíu, tại vì những con quái nó cũng có thể đi vào rất là dễ dàng luôn nha các bạn. Thành ra xung quanh cái khu vực này ấy thì các bạn nên đặt thật là nhiều cái ngọn đuốc này hoặc là những thứ phát sáng ấy để hạn chế quái nó xuất hiện nha. Rồi chắc bây giờ mình sẽ vào trong kho ấy để lấy thêm một cái cục đá cuội rồi chúng ta bắt đầu trang trí ở bên ngoài của cái nhà thờ nha các bạn. Ok bây giờ mình sẽ chế tạo thêm một cái tường đá nha các bạn để mình có thể bắt đầu trang trí cái bên ngoài của cái nhà thờ nha. Rồi giờ mình sẽ chế tạo thêm một cái tường đá nữa đi cũng như là mấy cái cầu thang các bạn ơi. Hiện tại mình có rất là nhiều mấy cái tường đá này. Giờ mình sẽ đặt ở dưới này là một cục đá underside được đánh bóng, sau đó đặt lên là những cái tường đá thôi. Đấy, dài lên trển và trên cùng ấy mình sẽ đặt thêm một cái cột underside nữa. Là chúng ta đã có thể trang trí được ở bên trong cái góc này rồi. Và mấy cái trụ ấy thì mình sẽ làm khác một xíu. Mình sẽ đổi ra những cái ván như thế này và chế tạo những cái cầu thang ấy để mình làm bằng viền cho cái trụ nha. Đây giờ mình sẽ đặt trước một vài cái cho các bạn xem nha. Đây mình sẽ đặt như thế này nè. Tương tự ở tất cả các trụ luôn nha các bạn. Ở đây và ở bên đây nữa. Đấy, làm dài qua bên kia luôn nha. Và trong góc này thì mình có thể đặt vào là những cái lá cây ấy để trang trí thêm nha các bạn ơi. Rồi chắc bây giờ mình sẽ làm nốt cái phần bên ngoài của cái nhà thờ trước đã, rồi mình sẽ bắt đầu làm phần mái của cái nhà thờ nha. Tiếp theo thì mình sẽ trang trí ở bên ngoài cửa sổ một xíu nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ trèo lên một xíu nè. Mình sẽ đặt những cái slab ngay ở phía dưới nha. Rồi dài lên trên để làm phần mái cho cái cửa sổ thôi. Và tiếp theo thì mình sẽ đặt những cái tường đá như thế này này. Đó, trừ một ô phía dưới nha. Rồi mình sẽ đặt tiếp là những cái cầu thang bằng đá cuội nha các bạn. Đấy, ốp dài ngang và đặt vào đây. Như vậy thì chúng ta có thể trang trí rồi. Ngoài ra để cho đẹp hơn thì mình cũng có thể đặt vào ở phía bên ngoài ấy là những cái lá như thế này nè các bạn ơi, để cho nó có màu xanh hơn nha. Đó, như vậy là xong rồi. Đấy, các bạn làm tương tự ở tất cả các cửa sổ còn lại nha.
Rồi ok, bây giờ mình sẽ làm tiếp phần mái nha các bạn. Bây giờ mình sẽ làm trước cái khung đi. Thông thường khi mình làm phần mái ấy, thì mình sẽ làm trước cái khung nha, để mình có thể kiểu như là định hình được cái phần mái để chúng ta có thể dễ dàng xây dựng cũng như là chỉnh sửa sau khi xây ấy. Rồi phần khung sẽ như thế này nha. Rồi bây giờ tạm thời mình sẽ đi xuống dưới một cái nè, để xem coi có ổn không cái đã. Ok, cũng tạm ổn, cảm ơn ơi. Cũng tạm ổn thôi. Bây giờ mình sẽ làm thử cái phần mái ở hai bên coi, để xem nó như thế nào nha. Để xem nào, cái này là lên 2. Ok ok, giờ mình sẽ lên 2 này, tiếp tục là 2 và ở giữa một ô. Đó, 2 lên 2. Rồi, vậy là ổn rồi đó. Bây giờ mình sẽ thử ốp phần thạch anh vào nha, để làm phần viền nha các bạn ơi. Ở cái phần mái của nhà thờ thì mình sẽ sử dụng cái cầu thang thạch anh này cũng như là mấy cái khối thạch anh để chúng ta viền nha, tại vì mình thấy nó khá là nổi luôn. Rồi, tiếp theo là những cái cầu thang nè. Để coi coi, cầu thang, cối và cầu thang. Wow, vừa đủ luôn các bạn ơi. Ok ok, tạm ổn tạm ổn. Rồi, giờ tương tự ở đây luôn nha. Cầu thang này, khối và cầu thang. Ô, nó vừa chạm nhau luôn nè các bạn ơi. Wow, vừa đủ luôn. Ok, như vậy mình sẽ sử dụng cái phần mái như thế này nha. Đấy, cũng khá là đơn giản luôn các bạn ơi. Hy vọng cái phần mái này nó sẽ phù hợp với nhà thờ, tại đây là lần đầu mình xây nhà thờ ấy, thành ra nếu có gì sai sót các bạn thông cảm giúp Lộc nha. Rồi, đặt ở đây một cái nè. Rồi, giờ đi xuống dưới xem coi có ổn áp không nha. Nhảy xuống. Rồi. Ồ, cũng khá ổn, cũng khá ổn. Bây giờ mình chỉ cần đập những cái block thừa ra là được rồi đó các bạn ơi. Nhưng mà tạm thời mình vẫn giữ nha. Rồi để một hồi mình có sai thì mình còn sửa lại được nha các bạn. Rồi ok, như vậy thì mình sẽ làm tương tự ở tất cả các cái phần mái còn lại luôn nha. Rồi ok, hẹn lại các bạn khi mình làm xong cái phần mái nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu đặt những cái tấm kính được nhuộm màu vào nha các bạn ơi. Là chúng ta có thể hoàn thành được cái nhà thờ rồi đó. Mình sẽ đặt ngẫu nhiên những cái màu khác nhau nha, để cho nó đẹp hơn các bạn ơi. Đây, đặt vô đây. Còn màu gì nữa không ta? Màu trắng, đúng rồi, mình sẽ đặt thêm màu trắng nữa. Trắng đặt ở đây nè, và tiếp theo là màu vàng. Đây, và màu... vậy là xong rồi. Vậy, giờ đi xuống dưới thử xem coi nó có ổn không nha. Wow, quá là sặc sỡ luôn các bạn ơi. Ổn 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 ổn. Bây giờ mình sẽ đặt thêm những cái cửa sổ bên hông nữa là hoàn thành được cái phần bên ngoài của cái nhà thờ rồi đó. Giờ mình sẽ đặt ngẫu nhiên thôi nhá. Mình chuẩn bị hơi nhiều nhưng mà không sao đâu, sắp tới mình có xây thì mình sẽ đặt vào thêm. Cũng khá là đẹp mà. Rất là nhiều màu luôn. Tùy theo màu mà các bạn thích thôi. Ở đây mình chỉ làm được có 7 màu à. Cái này là 3 màu à. Đây, đây và một cam ở đây. Đấy. Và bên ngoài mình đã đặt thêm những cái lá này nhìn cho nó xanh hơn nha các bạn ơi. Chứ nếu không có lá hay là những cái thứ gì khác trang trí bên ngoài thì nhìn nó khá là đơn sơ ấy. Đặt ở đây. Rồi, như vậy là xong cái phần cửa sổ rồi. À mà quên nữa, ở trên ở phía sau còn nữa kìa. Mình phải đặt nốt ở phía sau nữa nha. Ở đây mình sẽ ốp thêm một lớp nữa để mình làm cái chỗ của cha xứ ấy các bạn ơi. Đây, mình sẽ lấy cái gỗ băng sam này đi để làm phần sàn của chỗ đứng của cha xứ nha. Sẽ lấy khoảng 28 cái ván gỗ thôi. Mình làm cái sàn vừa vừa thôi nhờ. 1, 2, 3 3 ô được không ta? Ok, tạm thời là 3 ô nha các bạn ơi. Sau đó mình sẽ làm thêm một ít cái cầu thang nữa để mình ốp ngay đây nè, để có chỗ đi lên đi xuống. 3 ô thì có vẻ hơi nhỏ rồi, tại vì mình ở đây mình còn đặt thêm những cái bục giảng nữa. Ok, giờ mình sẽ chế tạo thêm một ít cái cầu thang bằng gỗ sợi sẫm luôn nha. 4 cái không biết có đủ không ta? 1, 2, 3, 4. Ui, còn thiếu một cái. Rồi, giờ sẽ làm thêm một cái nữa nha. Và đặt nó trong trọng luôn. Đặt vô đây. Đó, vậy là xong rồi. Công việc còn lại của mình ấy là đào phần sàn này ra này. Và chúng ta sẽ ốp lại bằng gỗ sồi nha các bạn. Là chúng ta đã có thể hoàn thành được cái nhà thờ rồi đó. Ok, hẹn lại các bạn khi mình làm xong cái phần sàn nha. Ok các bạn ơi, trước khi đi trang trí thì mình sẽ xây thêm một vài thứ để hoàn thành hẳn cái nhà thờ luôn nha. Giờ mình sẽ đặt ra đây một ô đi. Sau đó mình sẽ đặt vào đây là những cái tượng đá như thế này này. Tại vì thông thường ấy, nhà thờ nào cũng có những cái thánh giá hết các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ làm một cây thánh giá ở đây nha. Mình sẽ trèo lên một cái nữa. Trèo lên. Đấy, đặt vào đây. Vậy là xong cái cây thánh giá rồi. Không biết có giống không nữa. Để coi coi. Ồ, cũng khá giống các bạn ơi. Và ở chính giữa này thì mình sẽ làm một cái chỗ cũng như là cái chuông ấy. Thông thường ở nhà thờ sẽ có chuông nha các bạn. Rồi, giờ mình sẽ làm một cái trụ cao khoảng bao nhiêu ta? 1, 2, 3. Ok, mình sẽ làm canh ngay giữa của cái nhà thờ luôn nha. Rồi, ngay đây này. 1, 2, 3. Ở đây. Và ở bên đây. Đó, sau đó mình sẽ lên khoảng cái này là 3 ô đúng không? 4, 5, 6, 7. Lên khoảng 7 block nha các bạn, để cho nó cao hẳn một xíu ấy. Chứ nếu mình làm thấp quá thì mình sẽ không thấy được cái chuông đâu. Đó. Rồi, qua đây một xíu nè.
Ui, và một hồi nữa chắc mình sẽ mượn cái chuông của làng quá à. Tại vì phiên bản mới này đã có chuông rồi, thành ra mình muốn sử dụng cái chuông để trang trí cho cái nhà thờ luôn ấy. Với lại chuông hình như mình không có chế tạo được các bạn ơi, thành ra mượn tạo của anh dân làng để trang trí luôn nha. Sắp tới mình tìm được mấy cái chuông ở mấy cái làng khác thì mình sẽ trả lại cho ngôi làng của mình. Rồi bây giờ mình sẽ trèo lên trên một lần nữa để chúng ta có thể làm phần mái nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ trèo lên để đặt một cái hàng rào nha. Rồi chúng ta sẽ gắn cái chuông vào là có thể hoàn thành được cái nhà thờ đó các bạn ơi. Đây, mình sẽ đặt xuống như thế này. Đó, mặc dù ở đây nó hơi thiếu ánh sáng một xíu nhưng mà mình nghĩ nó cũng không sao đâu các bạn ơi. Đó, cho nó xuống thấp thấp một xíu nha. Tới đây và đặt cái chuông vào. Ô, không được, chỉ là mình phải đặt một block ở bên cạnh rồi. Nếu đặt như vậy thì được không? À, phải đặt một block mới được các bạn ơi. Ok, mình hiểu rồi. Vậy là bây giờ mình sẽ đặt một cái trụ thịt anh như thế này đi. Sau đó đặt cái chuông lên. Nhưng mà mình thấy cái chuông nó bé quá à. Lúc đầu mình sử dụng cái vạt các bạn ơi, nhưng mà mình thấy nó hơi kỳ ấy, mình đổi thành cái chuông, nhưng mà cái chuông này bé quá à. Mà thôi kệ đi, tạm thời dùng cái chuông này mình cũng có thể rung rồi nè. Như vậy thì mình đã hoàn thành được cái nhà thờ rồi. Bây giờ mình chỉ cần xuống dưới và chuẩn bị một ít cái vật liệu ấy, và mình sẽ cùng nhau trang trí ở bên trong cái nhà thờ nha. Ok các bạn ơi, như vậy mình đã trang trí xong cái nhà thờ rồi. Ở đây là cái thảm đỏ nè, và bên đây là ghế của những hành khách. Ở hai bên thì mình có đặt những cái kệ sách cũng như là chậu hoa để trang trí thêm ấy. Và con nhỏ này đi ra đây làm gì không biết nữa. Và phía trên mình cũng ốp lại rồi, mình có làm thêm ít cái trụ ngang các bạn ơi, để mình máng mấy cái đèn cho nó đẹp hơn ấy. Và đây chính là cái chỗ đứng của cha xứ này. Ở đây mình định trang trí thêm bằng những cái banner ấy, nhưng mà mình chưa có biết cách làm những cái banner đẹp các bạn ơi. Khi nào mình biết làm những cái banner đẹp đẹp rồi mình sẽ gắn ở bức tường phía sau này nha. Rồi như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã xây xong cái nhà thờ rồi. Bây giờ mình sẽ về nhà ấy để chuẩn bị những cái lọ thuốc để chúng ta cùng nhau đi khám phá đại dương một lần nữa nha. Để coi lần này ấy chúng ta có tìm được cây đinh ba không. Tại vì tới bây giờ ấy mình vẫn chưa có cây đinh ba nữa hết trơn ấy các bạn ơi. Mình muốn có một cây đinh ba ấy, tại vì nó rất là mạnh luôn. Đấy, tấn công dưới nước nó có thể kiểu như là sử dụng ở dưới nước như cung đâu. Cung dưới nước thì nó bắn không được đâu các bạn ơi. Đấy, thành ra mình sẽ cố gắng tìm được cây đinh ba trong ngày hôm nay nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong chế thuốc trước cái đã. Để coi đi, lần này chắc mình sẽ đem theo những loại thuốc thở dưới nước này cũng như là thở nhìn trong bóng tối thôi. Đây là hai loại thuốc cần thiết nhất đó các bạn ơi. Để coi mình còn thuốc nhìn trong bóng tối nè. Còn thuốc thở dưới nước luôn. Wow, ok, ổn. Bây giờ mình sẽ đem theo những loại thuốc này nha, để coi mình được hai loại thuốc nhìn trong bóng tối này và hai loại thuốc thở dưới nước. Vậy là mình cần phải chế thêm một mẻ nữa, tại vì các bạn biết sao không, tại vì mình đi khá là lâu ấy, lần này mình đi sẽ khá là lâu, thành ra mình phải chế tạo thêm rồi. Ok, mình sẽ làm thêm khoảng 2 mẻ thuốc nữa nha. Mình sẽ lấy thêm một ít cái chai nữa để mình múc nước. 1, 2, rồi cho vô đây. 1, 2, 3, và ở trên nữa. 1, 2, 3, tiếp theo mình sẽ cho chất đốt vào. Ở đây mình còn có một cái bột vi lửa thôi. Không biết có đủ nấu không nữa ta. Ok, mình sẽ tạm thời cho vào cái này nha. Rồi sau đó mình sẽ cho cái búa địa ngục vào trước. Đây mình sẽ cho búa đường ngọc vòn 2 mẻ thuốc luôn. Ở dưới một cái và ở trên một cái nè. Rồi cái này còn nấu được một lần nữa. Trong đây nó còn có tí xíu à các bạn ơi. Nhưng mà không sao đâu. Bây giờ mình sẽ vào cái chỗ câu cá của mình ấy, để mình lấy một con cá nóc. Đúng rồi, một con cá nóc thôi. Còn mẻ kia thì mình sẽ làm thuốc nhìn trong bóng đêm nha các bạn. Để coi cá nóc. Đây, có cá nóc nè. Mình còn rất là nhiều luôn. Rồi giờ thì vào trong và bắt đầu chế cái lọ thuốc thở dưới nước thôi. Không biết trong đó còn redstone không ta, tại vì mình cần redstone ấy để tăng cái thời gian lên các bạn ơi. Đây mình còn redstone luôn nè. Yeah. Rồi giờ thì mình sẽ cho cá nóc vào nha. Còn cái ở trên thì mình sẽ làm những cái quả cà rốt vàng nha các bạn. Đây mình có cà rốt nè. Tiếp theo mình cần đổi ra những cái hạt vàng cái đã. Mình sẽ làm được một quả cà rốt vàng. Rồi sau đó mình sẽ cho vào mẻ thuốc ở trên thôi là được rồi đó. Tiếp theo mình sẽ cho cái bột thuốc súng vào nhá. Bột redstone nhá, để mình tăng thời gian thôi chứ mình không cần ném đâu. Đấy. Vậy là mình có thuốc thở dưới nước 8 phút rồi. Mình sẽ cho hết mấy cái đó vào một cái rương đi. Mình sẽ cho tạm vào cái rương này nha các bạn ơi. Đây mình sẽ cho hết vào luôn. Nhìn trong bóng tối mình để trên này, để một hồi mình lấy ra không có bị nhầm á các bạn ơi. Đó, còn ở dưới là thở dưới nước nha. Rồi, giờ lấy thuốc thở dưới nước ra thêm thôi. Đấy, nó gần nấu xong rồi nè. Ten. Rồi, được thêm 3 lọ thuốc thở dưới nước nữa rồi. Ổn. Ngoài ra mình cần phải đem thêm một cái thuyền nữa để mình có thể bơi trên biển các bạn ơi. Thuyền không biết ở đây có không ta. Để coi. Đây. Lấy sẵn cái thuyền ở đây luôn nha các bạn ơi. Khỏi phải chế tạo thêm ấy. Ở đây mình có 2 cái nè. Mình sẽ lấy cái thuyền gỗ sồi đi. Đó, lấy cái thuyền gỗ sồi. Ngoài ra mình còn gì nữa không ta?
Sữa chắc mình không cần đem đâu, tại vì mình không có muốn khám phá những cái thủy cung đâu. Khám phá mấy cái thủy cung đó mình đánh không lại mấy con cá nóc các bạn ơi, nó đánh rất là đau luôn ấy. Rồi giờ cho redstone vào thôi. Ủa à, cái này nó hết cái chất đốt rồi. Ok ok, tạm thời chắc mình lấy mẻ 3 phút cũng được đó. Ok, tạm thời lấy 3 phút cũng tạm đi các bạn ơi. Bây giờ mình cần phải enchant thêm cái dòng nhạc nữa, tại vì cái kiếm của mình chưa có dòng nhạc các bạn ơi. Và khi đánh những cái con zombie chết đuối ấy, thì nó sẽ rất là khó ra cái cây đinh ba luôn. Thành ra mình sẽ cố gắng enchant để kiếm cái dòng nhạc ba nha. Hãy có dòng đó thì mình sẽ dễ dàng tìm được những cái cây đinh ba hơn. Để coi coi trong đây mình không có cái quyển sách nhạc nào hết trơn ấy. Ủa không có rồi. Ok, chắc bây giờ mình sẽ enchant đến khi nào nó xuất hiện cái dòng nhạc thôi nha các bạn. Ok các bạn ơi, sau một lúc enchant thì mình vẫn chưa có dòng nhạc 3, nhưng mà mình đã có thêm hai quyển sách khá là tốt, đó chính là chớp điện ấy, cũng như là đào nhanh dưới nước. Đây là hai quyển sách sắp tới mình sẽ ép vào những dụng cụ cũng như là bộ giáp của mình nha. Còn bây giờ chắc mình sẽ ngủ một cái đi, hồi sáng thức dậy chúng ta sẽ cùng nhau lên đường đi khám phá đại dương một hôm nha. Ok các bạn ơi, hiện tại thì mình đang lên trên biển để đi tìm những cái tàn tích cũng như là những con thuyền bị đắm ấy. Rồi giờ thì đi tiếp thôi. Ở đằng kia có bé cá heo kìa, nhưng mà giờ mình không có dẫn về nhà được các bạn ơi, tại vì cái vùng biển này rất là xa cái khu nhà của mình luôn ấy, thành ra không thể nào mà dẫn bé về được đâu. Để coi. Ui à, phía trước có con thuyền vỡ kìa. Ồ được. Để coi coi dưới đó có gì nha. Và mình sẽ kiểu như là cố gắng tìm mấy cái ravin nữa, tại vì thường thường dưới mấy cái ravin này cũng có tỷ lệ gặp được kim cương các bạn ơi. Rồi để coi. Tên. Wow, một bát súp đáng ngờ, một ít giấy này, lúa mì mình lấy luôn, còn khoai tây độc mình không lấy đâu, lấy cái đó ăn vô chúng độc đó các bạn ơi, không nên lấy mấy cái đó về nha. Rồi, và phía trước mình là một cái ravin kìa, nhưng mà cái này là ravin nhỏ thôi các bạn ơi. Ui, có con zombie dưới kìa. Được, xuống đánh nó luôn các bạn ơi, biết đâu lại gây ra ấy, tại vì mấy con bình thường này cũng có tỷ lệ rơi ra đinh ba nữa các bạn ơi, nhưng mà nó kiểu như là nó ít hơn ấy, với lại kiếm mình không có dòng nhạc nữa, thành ra chắc là hơi khó để kiểu như là nhặt được cây đinh ba rồi. Nhưng mà không sao đâu, nếu mình may mắn thì mình cũng có thể nhặt được á các bạn. Rồi, đánh nè, kiếm mình bây giờ tới, kiếm mình mới có 9 đam rưỡi thôi. Chưa được 10 đam nữa, thành ra đánh mấy con này cũng hơi lâu chết đấy các bạn ơi. Hai tên nè. Và ở đây ấy, nếu các bạn muốn farm nhiều hơn thì nên vào ban đêm ấy. Ban đêm nó sẽ xuất hiện rất là nhiều luôn, chỉ cần đứng ở một khu vực có mấy cái tàn tích thôi là ta hồn mà farm mấy con này nha các bạn ơi. Rồi, và bên đây còn một con, ui, nó cầm cái giỏ kìa, giỏ ốc kìa. Được, ui, có con cầm đinh ba nữa. Con này cầm đinh ba. Ai da, cầm đinh ba nè. Né các bạn ơi, tại vì đinh ba phóng rất là đau luôn á. Phóng hả? Để coi có rơi ra không nhá. Ui, nó không rơi ra đinh ba rồi. Khó ghê luôn, tại vì mình không có dòng nhạc ấy các bạn ơi. Hồi nãy mà mình có dòng nhạc nhiều khi mình lại nhặt được rồi đó. Rồi giờ tới cái con này. Con này nè. Ui, nó rơi ra giỏ nè. Phải cái cây đinh ba mà dễ rơi ra giống như cái giỏ ốc ấy thì là mình hay biết mấy luôn nha. Mà giờ không có rồi các bạn ơi. Cảm sao đâu, cố gắng farm thôi. Và thuốc mình cũng gần hết tác dụng rồi kìa. Sẽ lấy thêm một lọ mình uống nữa. Một xíu chắc mình lấy mấy cái lọ 8 phút cho mình uống à. Ủa, cái này nó gần vùng băng luôn nè. Wow, được. À, đây còn con nữa này. Farm hết luôn các bạn ơi. Nhưng mục đích ngày hôm nay chủ yếu là mình sẽ như là cố gắng tìm cây đinh ba thôi, nhưng không biết có được không nữa. Với cái đà này chắc hơi khó các bạn ơi, tại vì không có dòng nhạc ấy. Trong thời gian giải tập mình sẽ cố gắng enchant thật là nhiều để tìm những cái quyển sách nhạc nha. Đó, rồi mình ép từ từ lên để được cái dòng nhạc cao nhất thì mình mới dễ tìm được mấy cái cây đinh ba. Ở đây có Luli nè. Để coi dưới cái ravin này có kim cương không nhá. Để coi. Ok, đào ra thử các bạn ơi. Có mắt ma ở đây. Wow, nó hút mình xuống rất là khó chịu luôn á các bạn ơi. Qua đây. Có Ripper nữa. Ripper. Ui rồi, nổi chiếc que bé mình dơi luôn rồi. Ui, Ripper này mạnh ghê luôn á. Rồi qua đây coi còn đường nào không. Bên đây là còn một đường nữa nè. Không chơi. Dưới nước không chơi được các bạn ơi. Để coi còn kim cương không. Ồ, không có kim cương rồi. Thôi đi lên các bạn ơi. Ở đây không có kim cương, chỉ mất thời gian vậy thôi. Giờ đi lên để farm mấy con zombie chết đuối thì sướng hơn. Để coi giờ ban đêm chứ nhờ. Ban đêm thì nó sẽ xuất hiện rất là nhiều luôn ấy các bạn. Để xem nào. À bên kia kìa. Đấy, bên kia còn rất là nhiều kìa. Tao mà farm thôi. Đây có con rương nè, lấy luôn. Để coi. Lời nguyền biến mất. Ôi, cây cần câu không tốt rồi. Cây nào mà có lời nguyền ấy thì các bạn không nên lấy đâu nhá. Rồi, tại vì hình như lời nguyền biến mất là cứ như khi mà mình ngõm ấy là nó mất luôn cái cây cần câu luôn hay sao á. Tại vì đó là lời nguyền mà. Nếu vậy thì không hay đâu, lỡ cái cây cần câu mình đang xịn tự nhiên ngõ một phát cái mất tiêu luôn á thì uổng lắm luôn á các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ để tìm cái rương ở đây coi, thường ở đây sẽ có một cái rương ấy các bạn. Nhưng mà ở đây không có ta. Mình hết thuốc thở dưới nước. Thôi nào. Ok, giờ mình sẽ lấy hơi ở đây một xíu để mình qua đây mình khám phá nốt cái này luôn nha. Thuốc. Đừng. Rồi có thuốc thở dưới nước là ok lại đó các bạn ơi.
Đấy. Úi đây nè. Ồ được cái mũ vàng đem về luôn. À, còn mấy block thì mình sẽ thả lại thì mình không cần mấy block này đâu. Rồi, xong. Giờ thì đi tìm mấy con zombie chết đuối xơi tiếp thôi các bạn ơi. Đây 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 có nữa nè. Ở đây là cái tàn tích nhỏ, thành ra nó spawn không có nhiều các bạn ơi. Mà nếu các bạn tìm được mấy cái tàn tích nhiều nhiều một xíu, bự bự một xíu thì tỷ lệ gặp được mấy con đinh ba, mấy con zombie cầm đinh ba rất là cao luôn á. Rồi, mình gặp một tên cầm vỏ ốc nè, cầm vỏ ốc mà đánh lọt hả? Ui ghê ra nữa nè. Ồ vậy là cái tỷ lệ gây ra cái vỏ ốc là rất là cao luôn các bạn ơi. Nãy giờ mình đánh hai tên ấy là hai tên gây hết trơn luôn kìa. Ủa tên này cầm đinh ba nè, thấy không? Phóng hả? Một hit nữa nè. Ui nó không rơi ra rồi, tiếc ghê ta. Cái chắc giờ mình sẽ xuống dưới một lần nữa để mình lấy cái lọ thuốc nhìn trong bóng tối các bạn ơi. Mình đặt ở trong cái rương này này, nãy mình quên lấy cái lọ 8 phút ra. Đây đây đây, mình có lọ 8 phút rồi, uống vô. Đó, giờ nhìn trong 8 phút cho nó lâu nha. Rồi giờ lấy lại super box nè. Ui ui đừng. Ui may quá. Lỡ mà nó cầm ấy mà mũi quýnh nó rơi ra không được là thôi, mất luôn cái rương super box của mình luôn á. Để coi coi ở đây còn tên nào không. Ui đằng kia kìa. Bà mớt giỡn không chừa tên nào hết trơn ấy. Giờ đang cần mà gặp là sẽ hết luôn nha các bạn. Để coi coi. Nhưng mà nó spawn khá là ít các bạn nha. Phải nó spawn đông đông ấy thì mình còn farm dễ. Cái đằng này nó spawn lần có 1-2 tên nè. Farm thì hơi khó nữa. Đánh người nè, phải kiếm mình mà 10 đam ấy. Là nhiều khi đánh mấy tên này là 2 hit là ngõm các bạn ơi. Nhưng mà kiếm mình có 9 đam rưỡi thôi, thành ra đánh 3 hit mới ngõm ấy. Ở đây có một tên nữa, xơi luôn. Phải chi mấy cái tên mà cầm đến 3 xuất hiện nhiều một xíu cho mình farm thì nó hay biết mấy nha. Ồ, khu này có vẻ không ổn rồi, không có nhiều mấy tên cầm đến 3 các bạn ơi. Chắc mình phải cố gắng đi tìm một cái khu tàn tích mới mà. Cái khu nào mà cứ như có nhiều nhiều mấy cái công trình ở dưới nước hơn ấy. Úi, tên kia cầm nó kìa. Thì cứ như nó sẽ dễ tìm được mấy con cầm đến 3 hơn chứ bây giờ tìm về khó quá à. Ồ, đằng kia có một tên nữa kìa. Thấy chưa, nó phóng đầu chưa. May mà mình mặc giáp kim cương ấy, mình mà mặc giáp sắt hay là giáp da là ngõm ba nãy rồi. Đánh người nè. Ôi không rơi ra, nhưng mà ở gần bé cá heo ấy mình được bơi rất là nhanh nè các bạn ơi. Đó, thích chưa. Rồi bơi qua đây chơi tên này luôn nha. Ủa tên này đâu mất tiêu rồi. Hồi nãy mình mới thấy một tên đây nè các bạn ơi. Dưới còn tên nữa kìa. Tính ra mình chỉ ở lây quay một khu này thôi á, là mình farm ha, mỗi tay luôn á. Tại vì nó thỉnh thoảng là nó xuất hiện một lần à. Nhưng mà mình khuyên các bạn là nên farm vào ban đêm ấy thì nó sẽ xuất hiện nhanh hơn á, còn dưới ban ngày hiếm lắm mới gặp luôn á các bạn ơi. Rồi, mình để coi còn xuất hiện nữa không. Bé cá heo ân đẳng rồi. Phải chỉ bé cá heo mà đi theo mình là mình được bơi nhanh hoài luôn. Thích ghê á. Hết rồi à? Có vẻ là hết rồi. Ok, chắc mình sẽ leo lên thuyền ấy, rồi tìm một cái vùng biển mới thôi. Vùng biển này có vẻ là hết rồi. Gặp được hình như là 4 tên hay sao á, mà không tên nào gây ra đinh ba hết trơn. Buồn ghê. Rồi đi tiếp. Mình sẽ đi thẳng hướng bên đây một xíu nha, để tìm một ít cái công trình tiếp coi. Biết đâu mình lại tìm được một cái bản đồ kho báu từ một cái thuyền bị vỡ thì sao các bạn. Đấy, biết đâu được đúng không. Rồi đi tiếp. Đây có bé cá heo nãy nè. Ở đây gần cái vùng Bắc Cực á. Biết gần vùng Bắc Cực có nhiều tàn tích không nữa ta. Để mình thử xem nha. Để mình nhìn kỹ coi. Ui đó có cái hang kìa. Nhưng mà mình thích ravine hơn. Ravine là mình đi thẳng xuống dưới các bạn ơi, còn hang phải đi tìm tùm lum hết trơn ấy. Rồi. Bé cá heo mới nhảy lên kìa. Bé cá heo nhảy lên khỏi mặt nước luôn các bạn ơi. Thỉnh thoảng là bé cá heo sẽ nhảy lên khỏi mặt nước để lấy oxy ấy. Đây nè có tên nè. Được. Nhưng mà tên này không xuất hiện gần cái tàn tích à. Ở đây không có tàn tích mà cũng xuất hiện zombie này các bạn ơi. Vậy là không nhất thiết phải có tàn tích thì mới xuất hiện mấy tên zombie này nha. Bọn chúng xuất hiện ha, ở khắp mọi nơi, miễn là ở dưới biển thôi các bạn ơi. Wow, thì ra là vậy. Nè bên đây còn tên nữa nè. Tính ra cũng nhiều lắm luôn á các bạn. Wow, được. Trời nói tên này. Đó, mình có cái trò này rất là vui nè. Mình sẽ nhử nó lên cái thuyền của mình rồi mình đánh cho nó dễ để hắn khỏi phải chạy. Đó, đánh nè. Ui, mình đánh nhầm cái thuyền. Đánh nhầm cái thuyền hả? Rồi, đây cũng là một cái bẫy mình. Hôm bữa tại mình bị một lần ấy hai tên cướp cái thuyền của mình, thành ra giờ mình dùng cách này để mình đánh mấy tên này luôn nha. Ui, không đưa lên bài trơn. Ngồi tiếp. Ấy da. Ui. Rồi, mình cứ đánh nhầm cái thuyền rồi hả? Rồi, đánh người nè. Rồi vậy là không rơi ra đinh ba luôn. Thôi nhặt lại cái thiệt. Đi tiếp thôi các bạn ơi. Đánh mấy tên không cầm đinh ba khó ra quá à. Rồi đi tiếp nha. Để xem coi. Mình hết thuốc chắc là mình về. Mình còn hình như là còn được một lọ nè. Mình còn có hai lọ nhìn trong bóng tối thôi. Hy vọng với hai lọ này mình có thể tìm được cái đinh ba nha các bạn ơi. Để xem nè. Ui ở đây có nữa nè. Wow, ở đây là một khu tàn tích mới nè. Nhưng mà không có tên nào cầm cái đinh ba hết trơn ấy. Ok mình sẽ dụ bọn này lên cái thuyền của mình nha. Đó, một tên. Ui, có tên cầm đinh ba. Đây. Ui, cầm đinh ba và cầm thêm vỏ ốc luôn. Cầm một lần hai thứ không biết nặng á. Đưa cây đinh ba cho tôi đi. Ôi, cho vỏ ốc không cho đinh ba trơn ta. Lỡ cho hết cả hai luôn rồi thì hay biết mấy không. Cho có một cây. Cho có một cái vỏ ốc rồi các người. Nãy giờ mình farm được ba cái vỏ ốc rồi ấy. Tên nào cũng rơi ra vỏ ốc hết trơn á.
Nhưng mà đinh ba thì không có rơi. Kệ không sao. Và mấy tên này có tỷ lệ nhặt được vàng khi mà mình tiêu diệt bọn chúng nha các bạn ơi. Thành ra cũng là một cách để chúng ta có thêm vàng á. Rồi tiêu diệt hết. Cầm thịt zombie làm gì không biết nữa. Rồi đi xuống cái khu tàn tích này coi coi có bao nhiêu cái rương ở dưới nha. Vậy là mình phải dùng xẻng mình đào ra rồi. Nó bị khuất. Ui, à, còn một tên hả? Núp hả? Núp hả? Núp nè, quấn người nè, quấn người nè, một hit nữa. Ngõm đi. Ui, không rơi ra luôn ta. Tiếc ghê luôn á, mỗi lần mà mình đánh một tên zombie cầm đinh ba mà không rơi ra, mình tiếc cực luôn, tại vì gặp mấy con đó hơi khó các bạn ơi, mà đánh không ra nữa. Ui ui. À không, cái đó cây đinh ba nó không. Mình cứ tưởng cây đinh ba nó rơi ra không à. Ủa, dưới đây không có rương á ta. Ui, dưới đây đây không có rương luôn rồi. Để mình thử đào mấy cái này ra coi có rương không. Thường thường đây có rương mà ta. Ui, vừa không có đinh ba mà không có rương cho mình luôn. Tên kia không có cầm đinh ba. Thôi qua đây má có thuyền trước cái đã. Cái thuyền này còn có cái đuôi thuyền thôi, bị bỡn hết cái mũi thuyền rồi. Để coi coi trong này có gì nha. Thì dầm là coi sẽ có bản đồ có báu nha các bạn. Rồi đi vô đi vô. Mình lỡ không được này. Rồi được rồi, lỡ được rồi. Nó bị khuất mất tiêu rồi, đừng nói là không có rương cho lọc nha. Lấy cái rìu ra coi. Ui, cái rìu mình để trong cái rương mất tiêu rồi. Lấy ra. Ui, gì thì mở không được. Phải đặt luôn. Đặt bị khuất các bạn ơi. Đây có cái rìu nè, lấy cái rìu đập ra. Đừng nói không có rương nha. Mình nghi lắm luôn á. Rồi luôn. Nó đâm vô đây bể rương mất tiêu rồi. Thì cái tình á, cái thuyền đâm gì đâu đâm kỳ à. Đâm xong bể cái rương của lọc mất tiêu luôn. Không có cái rương nào trong đó hết trơn các bạn ơi. Vậy là mình phải lấy cái thuyền rồi, lấy cái thuyền đi tiếp không ơi, chứ giờ ban ngày nữa làm gì có zombie cho mình farm. Giờ chỉ có nước là đi tìm mấy cái thuyền thôi. Đợi mấy đêm ấy nó mới có quái các bạn ơi. Để coi phía trước coi. Có cái hang, cái ravine gì kìa. Cái này là cái dùng miếng ấm nè. Hy vọng mình gặp được san hô nha. Mình cực kỳ thích san hô luôn á. Để coi. Ở đây có mấy con cá đẹp chưa kìa. Wow, cá màu đỏ các bạn ơi. Cái này mà bắt về là tuyệt. Nó xảy luôn á, nhưng mà mình có một cái xô thôi. Cá màu vàng hay sao kìa. Nhiều cá đẹp kìa luôn á. Đằng kia có một cái tàn tích nữa kìa. Được. Giờ để mình xuống coi cái. Cái ravine này nhỏ thôi, không cần xuống đâu các bạn ơi. biết nó nhỏ không cần xuống, chi cho mất thời gian ấy. Rồi để lại đây coi. Đây có nè. Được, có một tên thôi, dễ chơi. Rồi xuống chơi nó tên này nhá. Chơi tên này. Ui, cái tên này mình đánh hay hết nè. Có rương nè. Wow, để coi. Một cái bản đồ kho báu. Được. Có bản đồ kho báu rồi các bạn ơi. Giờ mình sẽ đứng ở đây để cho nó hồi oxy một xíu ấy. Rồi mình sẽ đi lên nha. Rồi tìm luôn cái kho báu trong ngày hôm nay luôn coi. Tại vì không tìm được tinh ba cũng khá là buồn rồi. Hy vọng kho báu sẽ có kim cương cho mình nha. Rồi. Cái này mình cần phải đi về hướng nam các bạn ơi. Đây đi thẳng về phía trước luôn á. Rồi mình sẽ uống thêm một lọ nữa đi. Rồi định thuốc nhìn trong bóng tối này để mình có thể nhìn xuống đáy ấy. Rồi uống vô. Uống hết mấy cái chai không đi. Để mình có thể stack lại với nhau các bạn ơi. Đây mình có thể stack lại rồi nè. Rồi đi tiếp. Có vẻ là hết mấy cái tàn tích rồi. Nếu được thì một xíu mình sẽ quay lại mấy cái tàn tích vào ban đêm ấy, để mình tìm mấy cái con zombie cầm đinh ba thôi. Chứ ban ngày các bạn thấy rồi đấy, nó rất là ít spawn ra luôn. Rồi để coi. Mình cần đi về phía trước một xíu nữa. Đây có cái thuyền nữa nè. Có cái thuyền nữa nè các bạn ơi. Rồi đi xuống luôn. Để coi có gì nha. Bên kia có tên zombie gì kìa. Wow. Búp. Wow. Cái này là có rương thiệt rồi nè. Rương này có vàng rồi sát các kiểu luôn. Được ấy. Rồi. Ui, mình phải uống thở dưới nước nữa. Ok, uống vô. Đây. Rồi. Giờ mình sẽ lấy luli về nè, lấy hạt sắt này, lấy phôi sắt luôn và thả lại những cái block ấy, tại vì block mình không có cần đâu. Rồi, giờ lên thuyền. Để coi mấy cái rương đã. Có vẻ cái này có một cái rương thôi, nó bị bể hết gần hết cái thuyền rồi, nó còn cái đuôi thuyền thôi à, thành ra có một cái rương thôi các bạn ơi. Và bên đây hồi nãy mình mới thấy cái tên zombie nó mất tiêu rồi. Hắn núp hay sao rồi? Có vẻ hắn núp mất tiêu rồi. Nó thấy rồi các bạn ơi. Để coi, kho báu tới chưa? Gần tới nè. Đi tới một xíu nữa các bạn ơi. Rồi mình sẽ bắt đầu rẽ về hướng đông nha. Để coi. Bên đây còn cái thuyền nữa không? Ui, cái kia là gò đất nhìn từ xa cứ tưởng là cái thuyền cơ mà. Để xem nào. Ui, lố rồi. Lùi lại. Lùi lại một xíu nha. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu rẽ về hướng đông, để coi hướng nào hướng đông. Rẽ về hướng bên đây nè các bạn ơi. Rồi giờ chỉ cần đi thẳng về phía trước là cái bản đồ nó sẽ bắt đầu mở rồi đó các bạn ơi. Ui, ở trước cái ravine hay sao kìa. Hy vọng là cái ravine nhá. Nó mở ra rồi kìa. Wow. Cái này là chỉ là cái gò đất thôi. Không, cái ravine. Ui, san hô kìa. San hô các bạn ơi. Được, mình phải lấy thật là nhiều vậy mới được, tại vì mình có cái cúp mềm mại rồi. Yeah, không ngờ hôm nay lại tìm được san hô luôn. Wow, tiệt cứu mèo.
Rồi để coi coi dưới này có gì không. Không cần khám phá Ravine đâu, Ravine càng yêu à. Rồi lấy câu báo riết rồi mình sẽ qua cái khu san hô để tham quan nha. Mình cực kỳ thích cái khu san hô luôn ấy. Đó, nước lại đẹp này mà có thêm san hô để trang trí nữa thì còn gì bằng đúng không các bạn. Rồi để mình xem nào. Mình cần phải đi về hướng đông một xíu nữa. Đây đây, đi về hướng này một xíu nè. Để coi coi câu báo nó mở chưa. Đó, các bạn thấy thích san hô không? Các bạn nào thích san hô giống Lộc không? Lộc thì cực kỳ thích luôn á. Nhưng mà cái rạn này nó nhỏ xíu à. Có mấy cái cục san hô các bạn ơi. Và ở đây có cái đảo nữa nè. Đẹp ghê ta. Đẹp cực luôn các bạn ơi. Rồi. À mình cần đi tới một xíu nữa. Có cái thuyền luôn kìa. Con này đẹp ghê á. Để mình coi tọa độ là bao nhiêu nha. Mình sẽ chụp hình lại một cái các bạn ơi. Để có gì mình còn qua đây mình xây dựng nữa. Cái khu san hô này cực kỳ đẹp luôn á. Rồi để coi 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 báo nào. Mình cần đi về hướng bắc một xíu. Đây đi về hướng bắc một xíu nha. Để coi coi nó mở ra chưa. Hình như có báo ở phía bên kia kìa các bạn ơi. Bên kia còn một cái thuyền hay sao kìa. À không, cái gò đất thôi. Rồi và mở lấy cầu báo trước rồi qua khám phá cái thuyền sau nha các bạn. Đấy, thì ra cái này là cái khu nước ấm á các bạn ơi. Nhìn màu nước rất là đẹp luôn. Mình cực kỳ thích màu nước này nè. Mà ra ở đây còn có rạn san hô nữa. Ui, ở đây có rạn san hô tiếp nè. Vậy là cái rạn này không nhỏ đâu. Cái rạn này cũng bự á. Rồi, mình đã đi tới rồi nè. Mình sẽ ve lại một xíu. Qua phải một xíu nè. Tới đây đúng chưa ta? Lùi một xíu. Rồi, tầm này nè. Tầm này mình sẽ bắt đầu đào xuống dưới nha. Mình sẽ lấy cái xẻng ra. Rồi, đập ra một cái. Đào một cái ra luôn. Rồi. Wow, được 2 viên kim cương nè. Được thêm 6-8 viên emerald luôn. Vậy là mình được 11 emerald này. Rồi một ít sắt này, một ít vàng. Mấy cái tinh thể lăn trụ chắc mình sẽ đem về đi nhờ. Để có gì mình còn chế tạo mấy cái đèn nữa cũng rất là đẹp á. Rồi lấy cái trái tim biển cả về nha. Rồi ok, được ấy. Chắc bây giờ mình sẽ... Ui, có dương muối biển kìa. Đó là thứ mình cần á. Dương muối biển các bạn ơi, cái đó trang trí cũng rất là đẹp luôn. Nhưng mà không biết có ăn được không hay không thôi. Tại vì đó là dương muối ấy. Rồi, thôi mình ăn vô một cái nè. Rồi chào thuyền lần đẳng để lấy dương muối biển về nha. Ngoài ra mình sẽ lấy thật là nhiều san hô về để mình có thể trang trí những cái hồ của mình cũng như là những cái cúp sông ở gần nhà mình nha. Cái rạn san hô này cũng không quá to đâu các bạn ơi, nó cũng bé à. Nhưng mà sao đâu. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ lấy thật là nhiều những cái san hô này cũng như là những cái dương muối biển để đem về nha các bạn. Rồi, ok, hẹn lại các bạn ở nhà nha. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã xây được cái nhà thờ đi khám phá đại dương, nhưng mà mình vẫn chưa nhặt được cây đinh ba từ bọn zombie chết đuối các bạn ơi. Ngoài ra mình cũng đã tìm được cái khu san hô rồi. Mình đã đem khá là nhiều mấy cái san hô cũng như là mấy cái san hô sừng này về để trang trí những cái hồ cũng như là những cái cúp sông của mình thôi. Và ở tập sau nếu các bạn muốn mình xây dựng hay đi khám phá những gì mới thì đừng quên comment phía dưới nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.